yêu nhau tuổi thơ ngây. Tôi viết bài thơ tặng người. Khi cuộc tình lên ngôi, say đắm thiên đường, dệt mộng ước chung đôi. Ngỡ yên vui ngờ đâu, đường hoa hồng phảng cười. Em về vui duyên mới. Em đi bỏ lại tôi, cây đắng vẫn thơ ngậm ngùi. Thơ nặng nồng men cay, buồn những cơn say. Khói tương tư từng đêm dài tôi đón. Đốt cháy đời, ôi tình sao khôn nguôi. Tớ say, tôi giao bán phần thơ say. Tôi bán thơ mua những giọt dẻo cay. Những thơ chẳng ai mua, hàng thương không người ghé. Vì thơ say nên hồn thơ buồn quá. Bên hiên đời chiều mưa, thơ bán sạch cho người rồi. Mưa sụt xuôi mưa rơi, bán hết thơ rồi, càng lạnh lỗi đơn côi. Biết chẳng em và thơ là linh hồn tôi đó. Mất hết rồi, tôi còn gì em ơi. Các bác anh em đang trải nghiệm chất âm của bộ dàn karaoke mà em đang ghép cho anh Huy ở Lào Cai với một cấu hình khoảng tầm 38.300.000 đồng ạ. Chọn bộ một thương hiệu, hầu hết là thương hiệu đến từ Mỹ và hàng chính hãng. Trong bộ karaoke này em đang sử dụng là một đôi loa VA12 ghép bình và nhỏ nhạc đi. Các bác anh em cùng theo dõi sản phẩm của ngày hôm nay. Đôi loa VA12, một dòng loa full chép kèn chuyên nghiệp. Em xin phép được tháo dây căng đang tháo sẵn để cho anh em cùng chiêm ngưỡng. Với cấu hình là gồm bát 30 chép kèn, chất âm tuyệt vời. Nó là một dòng những đồng loa Mỹ xuất sắc trong thời điểm hiện tại. Ngày trước em hay lắp những phòng hát kinh doanh chuyên nghiệp và sử dụng dòng loa này thì bạn đã được rất là nhiều những anh em chủ phòng đã rất là tin yêu và ủng hộ, và cũng như là những phòng hát nào mà lắp đều là đông khách chật ních hết. Sử dụng là bát bát ngân vải tầm dầu với chất âm tươi sáng trong trẻo, hát rất nhẹ và tiếng sáng bay. Mà hàng chính hãng của Mỹ và được sản xuất tại nhà máy Wewood lớn nhất đặt tại Đài Loan. Các bạn anh em có thể thấy được cái logo dập chìm ở đây thân này. Chép kèn họng rất lớn, bát 30. Công suất trung bình là 500W và công suất cực đại lên là hơn 1000W. Anh em có thể đánh với cục đẩy hoặc là đẩy liền vang, đánh càng khỏe càng hay. Bên em đóng cái căng như này, các bạn anh em thấy được là với kiểu dáng rất là đẹp, rất là hiện đại. Vát hai bên và nó có thể là treo được, để đứng được, để nằm được. Tiếp theo là một sản phẩm nữa, nó là một thương hiệu Wewood nữa, hàng chính hãng đến từ Mỹ. Một quả súp bát 30, công suất 500W. Bát đánh rất sâu lực mà lại gọn tiếng. Hiếm có những dòng loa súp nào có thể đạt được với cái độ mạnh mẽ và uy lực như vậy, nhưng mà không để lại đuôi. Hầu hết những dòng loa trầm khi mà chúng ta đánh mạnh mẽ thì nó sẽ có đuôi, nó ù rền, đau đầu, khó chịu. Còn những dòng này thì hoàn toàn không có ạ. Và nó có thể chơi được đa năng, vừa hát karaoke vừa nghe nhạc. Và đương nhiên phiên bản này có màu gỗ này thì nó còn được trưng bày nữa, rất là sang trọng. Bốn chân phía dưới ra là nâng cao chiều cao của chân để chúng ta cố định cái chân nó không bị bập bênh, chúng ta có thể để được mọi địa hình. Và trong cái bộ karaoke này thì em đang ghép các thiết bị như sau, xin phép được giới thiệu lại qua một lượt nữa để các bác anh em cùng tham khảo. Một cục đẩy 4 kênh thương hiệu chính hãng của Mỹ, Class D nguồn xung, tiếng rất sáng khỏe, nó sẽ đánh một kênh một bát 40 có dư các bác nhá. Tiếp theo một cái quản lý nguồn thương hiệu Wewood của Mỹ, model RS232, quản lý nguồn số đấy, bật tắt tuần tự các thứ tự 1 đến 8.
hoặc từ 8 đến 1 tùy theo chúng ta đặt. Và thứ hai nữa, phiên bản này nó còn có khả năng là bảo vệ điện áp, tức là bảo vệ thiết bị chúng ta, ví dụ điện áp mà nó thấp thì nó sẽ tự ngắt, hoặc điện áp cao nó cũng sẽ tự ngắt. Ở đây em đang đặt thấp là 170V và cao là 250V. Có nghĩa là vượt khóa cái khoảng này, khoảng điện áp này thì nó sẽ tự ngắt để bảo vệ thiết bị chúng ta, vô cùng an toàn, hiện đại. Thứ hai nữa, nội phiên bản này cũng có thể hẹn giờ được. Một cái màn hình rất là lớn, hiển thị ngày giờ, đồng hồ đây. Các bác và anh em có thể tham khảo, đây là phiên bản hàng chính hãng, giá 2.3 triệu nhé. Một chiếc mic NS69, một dòng mic chuyên nghiệp. Mic này thì em đã giới thiệu rất là nhiều trong kênh, trên kênh YouTube, cũng như là ghép rất là nhiều phòng hát kinh doanh, cũng như là những bộ karaoke gia đình. À, giá của nó thì rất đang hiện tại đang rất là tốt, 5.5 triệu, và hiện tại đang khuyến mại còn 3.9 triệu các bác nhé. Giá này là hãng người ta trợ giá cho chúng ta. Tiếp theo là một chiếc van T10 của TDA Cao Tích, hàng chính hãng, một chiếc nâng tiếng CB600 đó. Chọn bộ karaoke này 38.300.000 đồng. Và mọi chi tiết các bác và anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình: 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của chúng em 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và cũng xin thay mặt cho anh em công ty rất là cảm ơn anh Huy ở Lào Cai đã ủng hộ chúng em bộ karaoke ngày hôm nay. Và cũng xin kính chúc anh và gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an và mọi điều tốt lành đến với anh và gia đình trong năm 2020. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo nhé.